Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng Gmail.com còn không các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938 799, và một cái thứ ba là một người cũng có thể là trên về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc lên trên đó. Một người cũng phải vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện vào đó cho thuận tiện hơn mọi người ha. Và còn nếu bạn bè nào mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của người như vậy mình sẽ tự rõ ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình để giúp đỡ hoàn cảnh này khó khăn mọi người ha. À, thì mọi người nhớ ha thì mình đã kể mỗi một ngày như vậy là có hai tập một tập buổi trưa nhưng mà người đang xem đây và sẽ có một cái tập buổi tối nữa thì nó sẽ dài hơn và à, nó sẽ được phát vào một lúc khoảng chừng cỡ 10 chứ tới 11 giờ tối mọi người ha thì mọi người nhớ là nghe xem tập buổi trưa và nghe xem tập uh, buổi tối giúp mình luôn nghe thế rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một bạn mà đầy bạn tên là Phương Bạn đã gửi về cái zalo cho mình Thì bạn Phương bạn kể về cái căn nhà có ma của ba mẹ bạn ngày xưa mọi người ha Và căn nhà đó đó là nó nằm ở ngoài Hà Nội mọi người Rất là trùng hợp là tối ngày hôm qua mình có, cũng có kể cái câu chuyện gọi là Cha gây oán mà con lãnh nghiệp á đó. À, là con thì bắt đầu những câu chuyện đó cũng xảy ra ở Hà Nội luôn ha Um, thì bạn phương bạn kể và được ba mẹ kể lại là như vậy. cái lúc đó khi mà uh, ba mẹ mới uh, lấy nhau về thì khi mà vừa về như vậy rồi thì uh, do là thời điểm đó ở hà nội đó làm nhà của ông bà nội thời điểm đó là nó rất là chật rồi uh, thì nó cũng giống như kiểu sài gòn mình thôi những căn nhà nho nhỏ rồi trong hẻm trong ngõ trong ngách như vậy nó rất là chật đã thì um, khi mà về như vậy rồi thì um, lúc đó là được ông bà nội là lúc mới đầu cũng mới đầu cũng cũng rất là nở mài nở mặt tại vì um, ba cũng là con thứ đó, thành ra là đâu phải là con út hay là con trai trưởng gì đâu tuy nhiên á mà vừa cưới về thì được ba mẹ mới cho một cái miếng đất ở một cái vùng ngoại ô đã và ông bà nội mới nói là bây giờ đó là mày ở đây giờ cho mày một cái thử thách kiểu như vậy đó là ừ bây giờ là hả tao cho miếng đất gì rồi đó nghe không đó tuy nhiên là bây giờ cho mày cho phép mày ở chung với tao à như là cho hai vợ chồng bay ở chung với ba nè trong vòng 6 tháng bay phải kiếm đủ tiền cất ở nhà sau 6 tháng mà bay không đủ tiền cất nhà đó tao lấy lại đất á tao cho đứa khác à, giống như một cái sự gọi là thử thách của ông nội như vậy đó trời lúc đó là hai vợ chồng đâu có dám có con đâu thì nó là chưa có dám để bầu mà chưa có dám thả để bầu bạn phương luôn là hai vợ chồng nói nhan cài mà đâu tắt mặt tối có cái gì làm cái đó đó rồi bắt đầu lúc đó bắt đầu là cũng dành dụm được một cái mớ tiền thì đủ để mà xây một cái nhà để mà che nắng che mưa thôi chứ không phải là cày trời ơi 6 tháng trời mà cất được một căn nhà lầu thì ở đâu ra nó nó thời điểm nó cũng là rất là khó khăn nữa vào những cái năm chín mấy mà cũng như của thế kỷ trước mà khó khăn lắm nhưng mà cuối cùng rồi cũng uh, kiếm được cái số tiền đó ờ uh, là lúc đó đổi bằng vàng làm cái gì cũng uh, ra mua mấy phân mấy phân thành một chỉ mấy chỉ thành cây đó là lúc đó là hai vợ chồng thì cũng đã để dành được có con cây vàng ra một cây mấy chỉ ra đó thì mới nói với ông nội thì ông nội cũng ông cũng cười ông kêu mà uh, ờ uh, trời đất ơi có một cây mấy chỉ sao mà cất đã thì bắt đầu là ba mới Ừ vậy thôi con, tại vì có hai vợ chồng, rồi hai vợ chồng sau này đẻ thêm đứa con nữa thì à, có ba người hả, à, ở căn nhà nho nhỏ được rồi. thì à, bắt đầu là mới ra miếng đất đó mới cất căn nhà mà 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 lúc đó ba với mẹ nói cái nhà nó nhỏ đến nổi đó nghe, mà cất không tới một tháng nữa xong căn nhà rồi, không có cột kiểu xin lỗi, à, không không có móng miết gì chân á, có cột rồi tường, rồi Máy rồi nọ rồi lên rồi rồi, rồi 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 vô là ở vậy thôi hả? À. Nhưng mà không ngờ đó là cái miếng đất rồi đó là cái miếng đất có ma mọi người. Và cái dạng là cái dạng quỷ dữ luôn chứ không phải là ma bình thường nữa. Thì đó, cái lúc đó mà xây xong căn nhà hai chồng ở thì bắt đầu là lúc đó là thả. lại đó là coi như là à, mẹ cũng đã mang bầu bạn vương rồi. Thì à, cái thời điểm này đó là ba cũng vừa được một cái người quen. Người ta nhận vào làm thì nói thẳng luôn đi là đi làm lâm tặc á à là đi vô rừng rồi à, thứ nhất là trộm kiểu như là đốn củi rồi mình không nói đi nhưng mà săn bắt thú rừng rồi đi trộm những cái cây gỗ về bán hiểu không à và đó cũng có một cái số tiền cũng gọi là kha khá tuy nhiên là nó nó giống như mình nó xin lỗi là giống như là bây giờ gọi là trốn thuế gì đó bây giờ đụng cái mới về đây có mấy tháng trời cái gì? tự nhiên xây cái nhà bự trà bá lên thì sợ người ta nghi với là cái nghề đó cũng là cái nghề gọi là phạm pháp nữa đó à, là ba cứ, cứ cất tiền cứ, cứ giấu tiền như vậy gì đó mà cứ ở trong căn nhà nho nhỏ thôi thì có đôi khi là đương nhiên là ba khi vô rừng là ba đem về như vậy thì để cho đúng gọi là danh chính ngôn thuận thì lúc nào ba cũng đem những cái bó củi về y như là gọi là tiều phu đóng củi phải không, không? Đó là che mắt người đời đó mà là gì đó rồi là trá hình đó là lúc nào cũng đem về gánh củi đem về gánh củi đem về chứ thật ra là ba đi săn bắn những cái khác thì khi mà củi đem về nấu đâu có hết đâu thời điểm đó là là, là mẹ bà cũng cực với giờ đang có bầu này hơi đâu mà chụm củi nữa mọi người đã có những cái bếp dầu rồi bếp dầu lò xô ngày đó ngày xưa đó không nó trời ơi lúc đó khá giả nó còn xài bếp ga luôn chứ đừng nói đâu phải là năm chín mấy hai ngàn mà hiện đại rồi thành ra là củi cứ đem về cứ đem về chất đóng chất đóng như vậy thì lúc đó đó bắt đầu là mẹ đã gặp những cái hiện tượng đầu tiên là mẹ nói là à sao có những đêm mà anh về trễ đó em ngủ ở trong nhà đây em tưởng đó anh về rồi tại vì hả em thấy có bóng người mà đi ra đằng sau bếp nè rồi đi vô nhà tắm đứng xối nước ào ào nữa nè đó rồi đứng ngay cái bếp mà giống như lấy 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 đũa lấy muỗng lấy nồi lấy ngay lỏng xỏng, lẻn xẻn lẻn xẻn nó một cái câu chuyện ma điển hình trong bất kỳ một căn nhà ma nào mình cũng thấy có hiện tượng như vậy. Giống như đầu tiên là những, những cái con ma họ thích thù kiểu như vậy đúng không? một 100 căn nhà ma thì hết 90 căn nó giống như trang vậy. Đã đi vòng vòng rồi vô nhà tắm rồi xuống dưới bếp rồi quậy dưới đắp. Thì khi mà nói ra như vậy cái lúc đó đó là ba 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 ổng làm mẹ bà kể là ba ông la ba, ba, ba. thôi mệt bà quá hà bây giờ muốn sao muốn quay về hà hà nội ở lúc đó là trung cái như ngoại ô bà muốn về trung tâm bà ở không chật chội rồi đó rồi, rồi chị em rồi nói qua nói lại tùm lum tùm la đã ổng cho được miếng đất rồi bây giờ để dành tiền cất được căn nhà mừng thấy mẹ rồi còn nói chuyện ma cỏ đã xong cái mẹ mẹ nói là mẹ cũng chôn giấu trong bụng luôn nè à. chứ cũng không có dám nói gì ha thì Mọi người biết là khi mà củi á, lúc đó là ba với mẹ kể là củi đem về nhiều quá đi. Mà đâu có xài, tới lâu lâu mới xài. Thành ra đó là ở dưới cái gầm giường, lúc đó là một cái giường bằng tre. Mà cái dạng mà ngang cỡ mét 6 mà dài cỡ mét 8 cái giường nhỏ nhỏ vậy Thì bắt đầu là ba mới lấy cái củi đó, ba nhét dưới gầm giường luôn. Tại vì hết chỗ để rồi, đã ba nhét ở dưới gầm giường như vậy luôn, không? Xong cái buổi tối hôm đó là ba có gặp cái chuyện như thế này Tại vì cái công việc của ba làm á là sáng phải đi sớm tối phải về khuya là suốt ngày như vậy là cứ ở trong rừng đây đi làm lâm tặc săn bắt này nọ nọ kia rồi ngồi với anh em xã đoàn đồ mà nó vẫn chơi là với anh em xã hội đồ trong rừng á đó. thì bắt đầu là thường thường là ba đi cũng khá là sớm nha chừng cỡ 5 giờ mấy 6 giờ là ba đi ba nói lắm cái buổi tối hôm đó ba đang nằm ngủ như vậy thì do là mẹ thời điểm đó là mẹ đã có bầu lên khoảng cỡ sáu bảy tháng rồi thì cái giường lúc này là nó hơi chật lúc mẹ chưa bầu á thì mẹ còn ốm nhưng mẹ bầu rồi đó thì mẹ hơi bự bự con chút xíu không ví dụ như sáu mấy ký không đã thì sợ là cái tật mẹ đó là bà ngủ bà hay lăn đã như thành ra là mới lúc mà hai vợ chồng cưới nhau về là mẹ nằm ở ngoài ba nằm ở bên trong nhưng mà lúc này thì ba ổng lo quá đi ổng kêu thôi em ơi em nằm ở bên trong đi đó để anh nằm bên ngoài cho trời nó coi lỡ tối em ngủ em lăn cái mà cái bụng em nó một cái ạch xuống dưới đất một cái nữa là chết luôn cũng được đó thì mẹ cũng nghe lời Thì mẹ cũng đã nằm ở bên trong Cũng vài tháng trời rồi Cũng không có chuyện gì, gì xảy ra Nhưng mà đến cái buổi tối hôm đó mọi người Ba đang nằm ngủ vậy đó Là có nghĩa là ba bị kéo Thấy không? Ba nằm cái giường, cái giường Ba nằm phía bên ngoài Mọi người tưởng tượng hai cái bàn tay ba nằm giường không Thì ba cứ bị ai đó kéo ra ngoài chỗ cái mé giường như vậy nè Mà kéo tới nỗi mà ba rớt cái tay xuống gì luôn nè Hai cái tay mình đang ngủ mình đang để trên giường như vậy nè Thì ai kéo, kéo kéo kéo, kéo rớt cái, rớt cái tay cái bập như vậy, vậy luôn nè thì ba cũng tưởng đâu là mẹ bà ngủ rồi bà lăn rồi bà lấn giống như bầu bì người ta khó chịu trở mình nè đúng không cái ba ổng cũng giật giật cù chỏ ổng cũng cười cười nó trời nó ơi sao bầu bì cái nết ngủ gì mất nết quá vậy em em ngủ gì mà em đụng đụng anh em lấn lấn anh hoài mà trong khi quay qua nhìn thấy thấy mẹ bà ngủ bà sát trong tường á đã trời ơi nói mập mập chứ cái bề ngang cái giường tới thước sáu lận chứ đâu phải là 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 nhỏ nhắn gì mọi người ba nằm sát ở trong cái cái cái, cái mí tường như vậy đó Rồi có như là ba với mẹ nằm cách nhau gần một mét luôn á khoảng cỡ nửa mét hơn nửa mét như vậy luôn thì mẹ ba nói anh bị gì vậy em với anh nằm xa gì nè tự nhiên ông lăn ra ngoài kia là ông đổ thừa tôi lớn thôi xích vô xích vô à rồi ba ông cũng xích vô xích vô cái ba ngủ hồi cái cũng bị cái bị vậy đó đang ngủ cái có người giống như là ở bên ở bên bên bên, bên cái vai phải của ba nè cứ đẩy 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 ba ngủ mê mà nguyên một ngày trong rừng mùa tưởng bộ vẫn chơi sao mệt lắm chứ bộ cứ cái, cái lấn lấn đang ngủ cái lấn 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 vậy thì cái chút xíu nữa cái bà nói thôi chỉ <laughs> như là nó bị phá giấc ngủ hoài đó mà cũng nghĩ là vợ mình thôi chứ ai ba nó thôi kệ đi mình cứ nằm bả lấn khi nào mình lọt giường luôn thì bả mới tin à, ý ý ý ba là vậy đó bây giờ mình không có chống cự nữa cái là mình để im tới khi nào mà lọt giường luôn rồi đó thì bắt đầu là bả hết cãi với mình liền à. đó là vợ mình hết cãi với mình ba lọt giường thiệt mọi người lúc đó thật sự không biết có mấy giờ đâu nhà nghèo khổ mà đâu có cái đồng hồ đâu mà treo tường mặc dù lúc đó đã có tiền rồi mà không có dám sắm sửa gì chứ á đã cho người quen lâu lâu tao qua thấy nhà cửa khổ như vậy tao không có đồn bậy tao kêu mình làm lâm tạc nữa. đó đã rồi thì bây giờ mình cho một cái giờ để cho dễ kể đi chừng có 2-3 giờ đêm hả à, tầm cái giờ đấy vậy cái đang nằm ngủ cái lấn 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 cái ba lăn kiểu như là rớt xuống lúc lúc này là nó ra nửa người rồi thì ba ba, ba lăn xuống dưới giường à, cái giường nó 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 cách mặt đất độ khoảng cỡ nửa mét gì nè ba lăn một cái bẹp xuống đó thì ba nói là ba vừa lăn xuống là cái cái gọi là sao ta cái cái quán tính con người mình nó là vừa té xuống là mình sẽ bật mình ngồi ở đó thấy không em lấn anh anh té không? nhưng mà lúc đó ba lăn một cái bụp một cái ba không ngồi dậy được trời ơi lúc đó ba kể lại ba, ba ba tưởng đâu là bị ba bị gãy xương sống này nọ nọ kia mà tự nhiên chân tay nó tê bì đó không có cảm giác gì hết trơn á sao nó kỳ cục lắm kìa đã thì bắt đầu lúc đó khi mà ba ráng ba nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích, nhúc nhích như vậy nè mọi người nên nhớ lúc này là trong nhà là tối thui nha. làm gì có chuyện mà đèn ngủ này nọ nó kia đâu có đâu Tối thui như vậy nè ba cứ mở mắt ra ba cứ giờ mà ba lúc này sao sao cái người nó tê quá thì ba tính kêu em ơi em em xuống đỡ anh vậy sao anh té sao không biết nó trúng cái gì mà sao tự nhiên nguyên cái người đó tê mở miệng ra nói chuyện không được luôn nó tê kiểu gì mà tê luôn cái miệng mọi người ví dụ như đã thương cột sống thì mình bị tê liệt dưới chân hay là tay hay là... chứ làm sao cái miệng nó tê mà ba nói là cái miệng ba nó bị tê luôn nó tê tê cái dành môi nó tê tê cái lưỡi mà ba không tài nào ba nói chuyện được rồi sau đó ba cứ nằm ba cứ nhít 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 như này. khi ba thấy có cảm giác hình như có ai đó kéo ba xuống dưới gầm giường à mùa tưởng tượng là ba đang nằm ba nhìn lên trên cái trần nhà vậy vậy thấy tự nhiên hình như cái người mình có nó càng ngày càng nhít sao tự nhiên cái cái, cái cái trần nhà nó chạy ta sao tự nhiên cái trần nhà nó chạy chạy chạy, chạy qua một bên à thì ra không phải là cái trần nhà nó chạy mà là do mình bị kéo ba kéo hoặc khi mà Tại vì nó tối tối, nó mờ 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 mờ. Đến khi mà ba nhận ra được rồi là ba đã nằm ở bên trong cái gầm giường rồi. Mẹ không hề hay biết luôn. Thì ba nằm nó một hồi bắt đầu là ba cũng thiếp đi luôn. Kiểu như mệt mỏi rồi. Mình nhức, ba nói cái cảm giác nó kỳ kì lắm kìa. Đương nhiên, sợ thấy bà luôn. Lúc đó là biết sợ ma rồi. Được cho rất là sợ rồi đó nghe. Nhưng mà khi chúng ta sợ ma sao chúng ta ngủ được ta? Nhưng mà ba nói là cái cảm giác nó kỳ cục lắm mà y như bị chụp thuốc mê vậy đó từ 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 thiêu thiêu từ từ, từ cũng vô được giấc ngủ xong cái bắt đầu là ba nghe tiếng cục kẹt đột rẹt bắt đầu là mà còn nghe mẹ kêu nữa nay ổng đi sớm giữ người ta rồi xong nay chồng mình đi sớm tức có nghĩa là độ khoảng cỡ 4 giờ mấy rồi có bầu mà đi tiểu liên tục mọi người ơi đó thì nhiều khi nhầm khi nửa đêm cái bà dậy ba đi ba đi tiểu á kia bà quay qua không thấy chồng mình đâu nó ồ xong nay chắc tầm cỡ bốn mấy chưa tới 5 giờ mà ổng đi sớm ta bình thường gần 6 giờ mới đi có nghĩa là mẹ nhận ra không có ba kế bên rồi mà tưởng đâu ba đi mẹ đỡ bước xuống mẹ đi ra làm sao mẹ đi vệ sinh ba nghe được hết ba nằm ở dưới đây và lúc đó khi mà ba tỉnh dậy cái lần thứ hai đó là ba nói là ba bị sát vô trong cái kẹt giường luôn rồi mới đầu hồi nãy là ừ là nằm ở ngoài bị bị đẩy vô tới bìa ngoài của cái giường này bây giờ là nằm sát vô trong cái kẹt giường và bồi biết là kế bên cái vai bên trái của ba là gì không là những cái bó củi giống như người ta đẩy ba vô sát trong cái mép tường rồi bắt đầu là bắt đầu là lấy củi chặn lại luôn nó ngang để giờ giống như là giấu ba không cho mẹ biết gì đó trong khi mẹ nằm trên giường ba nằm ở dưới gầm giường mà không tài nào báo hiệu được cho mẹ biết mọi người tưởng tượng đi bà đi tiểu xong bà leo lên giường cái giường nó cò kẹt bắt đầu bà xích 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 cho ba nằm giữa giường vợ chồng đi nằm giữa giường cho đã đã là hai vợ chồng cách nhau có cái giường thôi đó mà, mà ba nằm mà cứ ba không tài nào ba nói ba la là cái gì hết trơn thì một chút xíu nữa lại à là mệt mỏi giống như cái kiểu mình nói như vậy nè chúng ta gồng á cứ thì gồng mọi người tưởng tượng mình làm như vậy mà làm chừng cả 15 phút đồng hồ coi mệt không mệt chứ nó heo sức của mình nó mùi không đó thì bắt đầu ba cũng thiếp đi đến khi ba thiếp đi ba dậy rồi là trời đã sáng á đó lúc đó bà dậy rồi là, là mẹ thì bà lúc đó trời ơi bầu sáu bảy tháng bình thường đi ra đi buôn đi bán hay là đi qua bạn bè này nọ đồ chơi láng giềng là bình thường trời ơi vợ mình còn mười mấy ngày nữa đẻ mà livestream hàng ngày kìa đâu có gì đâu đó đến khi mà bà tỉnh dậy là trời sáng rồi Ba nhìn xung quanh ba nằm trong kẹt giường tao nói mạng nhện nó đầy nhóc dáng cứ chuột tùm lum tùm la. Ba phải lấy cái chừng lúc đó ba giúp nhích được rồi. Ba đẩy 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 cái đống cổ ba mới bò 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 trở ra người ngợm dơ hay dưới gầm giường. Mà nó xin lỗi trong nhà nhưng là cái gầm giường gầm tủ là cái mà dơ nhất. Ít khi nào mình nhìn tới nó dơ lắm. Đó rồi bắt đầu ba bò ra. Trời ơi ba nói là ba đi không nổi luôn á giống như là bị bị choáng váng, bị mệt mỏi không. Đó rồi vô cũng tống tức bắt đầu chạy ra khỏi nhà đã mới đi vòng vòng thì biết là mẹ bảo có bầu bà cũng đâu có đi xa được bà lội bộ vòng vòng vậy thôi nghe đi chút xíu mới thấy mẹ mẹ bà còn hỏi một câu nói ủa hôm nay sao ông làm gì ông về sớm vậy mới tám chín giờ sáng ông làm gì gì sớm tối đi sớm rồi sáng cũng về sớm nữa bộ trong đó hôm nay không có ăn hả à, ý ý là không có đồ để săn bắt hả ủa hôm nay không có ăn hả hỏi khéo vậy đó chứ bắt đầu là ba ông cũng ông nhìn mẹ gì xong lúc đó ông tính kể ba ông nói là ông cũng tính kể cái vụ ông bị giấu vậy vậy nhưng mà thôi nghĩ tới nghĩ lui bây giờ vợ mình bầu bị mà cái nghề mình thì mình không bỏ được thường xuyên để vợ ở nhà một mình rồi gặp trước đó vợ mình đã cũng kể cái chuyện mà thấy này thấy kia nữa thôi cố tình giấu đi đã là giấu giếm này nọ rồi đi thôi để từ từ để vô trong rừng để à, kiếm mấy ổng à, hỏi thăm thử coi sao đúng không thì bắt đầu bà nói là thôi ừ tôi nhớ bà tôi về vậy đó mà thôi để, 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 để tôi đi vô rừng nữa đó thì mà mẹ cũng tin bắt đầu bà mới đi vô rừng ba mới gặp kiểu như lúc đó là anh em có cắm một cái trại trong đó đâu nghe gọi là cái trại lâm tặc á đó là mới cắm vô đó bắt đầu là vô đó cũng nói cũng kể lại hết câu chuyện như vậy thì có một cái người anh cái người này không phải họ không phải là đại ca ý là kiểu như là gọi là anh anh hai trong nhóm vậy thôi đó thì họ bắt đầu là họ mới tháo mỗi cộng dây chuyền à họ mới nói là cái dây chuyền đó là họ lấy từ ở bên trung quốc tại vì biết là hà nội thì nó giáp ranh với trung quốc một người ha đó đôi khi là chúng ta qua biên những người mà làm ăn ở cửa khẩu là đồ trung quốc thì nó bình thường đó là địch thỉnh từ một ông thầy trung quốc đó là cái này khi mà đeo vô là không phải là trị ma trị quỷ nhưng mà nôm na là nó là một cái loại bùa bình an mà dạng bùa bình an cao cấp á mình nói cho mọi người dễ hiểu đó là là không có ai đụng chạm được tới mình hết trơn chứ không phải là ma quỷ không đó vì nó cũng thuận lợi rồi nó may mắn rồi nó nói chung là nó bình an vô sự à, một cái bùa bình an vô sự mà dạng cao cấp đó là mới lột mới đưa nó ờ thôi nay mai tao cũng đi qua bển mấy cái mớ bữa giờ mình uh, lấy hàng nằm mấy bữa mấy bữa nữa tao cũng qua tao giao thôi để vào bển tao sơn cái khác đó giờ tao đưa mày cái này đeo vô thì thiệt tình lúng là khi mà ba đeo vô như vậy đương nhiên ba không đeo luôn ba đeo ba cảm ơn này nọ ba đeo thôi nhưng mà đến khi mà ba về nhà đó là ba mới treo đã ba mới treo ngay chỗ trong nhà ba kiếm chỗ ba treo lên để là cho cái bù bình an nó 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 nó, nó phát huy ở trong nhà thiệt tình đúng nha đến khi mà ba treo cái lá bù đó rồi đó nha là đến khi bạn phương sanh ra đời luôn là mọi thứ xong xuôi là coi như không còn thêm một cái vấn đề gì nữa hết trơn đã, rồi đó là phần 1 của câu chuyện thôi. Qua đến phần 2 lúc bạn Phương vừa sanh ra độ khoảng cỡ vài tháng tuổi rồi. Lúc này đến mẹ gặp mà gặp đến nỗi mà bỏ căn nhà đi đi luôn á mọi người thời điểm đó đó là phải nói một chút xíu là ba là ổng cũng đã âm thầm là mua cũng một vài cái cái à, à, miếng đất ở, ở ở bên trong hà nội rồi đó cũng tính ấp ủ thôi chắc để con nó lớn lớn rồi rồi bắt đầu là mình mở đại cái gì đó đó thì mình nói là mình có tiền hay là mình trúng số gì đó là mình mình vô trong hà nội mình ở nữa là ba tính ba làm chừng có một vài năm là ba gác kiếm à tại ba biết cái nghề nó cũng nói chung là mình không có binh vực được nha thì cái, cái, cái nghề này nó không phải là cái nghề đúng đắn nữa đó là biết là con mình là con gái thôi cũng con gái nhờ đức cha thôi bà cũng không có muốn uh, tham gia vô nhiều đâu ha rồi thì bắt đầu là đến, đến lúc đó khi mà bạn phương bạn lên một vài tháng tuổi rồi thì cái người anh hai năm nào đó họ mới bày tỏ họ mới nói là trong một cái cuộc hỗn chiến à, là do phe này phe kia đánh nhau ngoài biên giới sau đó thì bắt đầu là họ cái là cái người anh hai đó họ đã bị mất cái cọng dây rồi họ đã bị mất cái cọng dây mà họ cái cọng dây thứ hai mà họ sơn bên trung quốc á thì họ cũng đã đi qua đó họ tìm nhưng mà cái ông thầy đó ông lan bạc cái đâu mất tiêu rồi trời ơi thầy pháp người ta mà người ta đâu có ở chỗ rồi ở có chỗ này nọ đồ đến thỉnh hoài đó à, thành ra là cái người anh hai đó muốn bày tỏ là um, muốn sinh lại cái cọng dây từ ba đó thì ba đương nhiên là phải 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 đồng ý thôi ngày xưa là người ta cho mượn vậy thì bây giờ thôi mình cũng trả lại chứ ba cũng nghĩ thôi chắc cũng cả cũng gần năm nay rồi sáu bảy tháng nay chắc mọi thứ nó cũng đã êm xuôi đúng không với lại mình nghĩ thôi cũng một vài tháng nữa mình sẽ có cất nhà mình ở xong đó ba mới trả lại ba về ba lấy ba trả lại thì ba vừa trả lại chừng cỡ độ hai ba ngày thôi thì bắt đầu là mẹ lúc đó ba ông cũng đi thì mẹ mới gặp câu chuyện như vậy này khi mà khi mà mẹ có con rồi thì cái thói quen của mẹ là ra đứng chờ chồng về đó không? là biết là sau này là ba đi cũng có giờ nữa ví dụ như 7 tám giờ là ba lọ mọ ba đi về rồi đó là tới 7 giờ mấy thì con thì cũng vừa ru con ngủ cái ẩm đứng ở ngoài ngay chỗ ngạch cửa đó mọi người nó đứng ngay chỗ ngạch cửa đó đứng ru con ồ ơ dí con, ơi, con ơi, ngủ cho ngoan nghe không cái tay đung đưa mà đứng vừa ngóng vừa ngóng chồng về đã vừa ru vừa ngóng chồng về cái ba về ba ôm hung con hung vợ rồi hai chồng vô rồi cho con ngủ ăn cơm chứ vui vẻ gì đó thì lần này cũng vậy À thì mẹ cũng đứng mẹ ru ru Thì cái hôm bữa đó ba nói là Ba lâu quá không có nhớ nữa là Ba bị cái công chuyện gì đó Thì lúc đó công an công yết này nọ đồ người ta Mấy cái người trong trong rừng mà Đã người ta cũng bị bắt bị bị dí nào Nó kêu buôn lậu mà mọi người Đã thì bắt đầu là ba bị dính cái gì đó Là ba phải ở lại trong rừng nguyên một đêm Mà ba không có về đối với là ba trốn trong đó như vậy là Đến sáng hôm sau ba mới về á Kiểu vậy á Thì mẹ ba đứng mà cứ ru họ bằng bà, bà Phương ba ngủ luôn rồi à, bà phương bắt ngủ luôn rồi thì bắt đầu là ba vẫn chưa về khoảng cỡ độ 9 giờ mấy rồi chứ mới thôi chắc là ổng này ổng nhậu nhẹt gì đó rồi đó thôi chắc ổng về rồi ổng không về rồi thôi mình đi vô mình ngủ đi thì mẹ mới đi vô mình ngủ thì lúc con mình còn nhỏ mà mới vài tháng tuổi mình sợ nó lật tới lụi lọt giường sao đúng không cho nằm sát vô trong góc tường mẹ bá nằm mà bá trắng đã thì cũng thiêu thiêu bắt đầu là cũng buồn ngủ đúng không thì khi mà mẹ đang nằm ngủ như vậy rồi đó nhân Cái, cái, cái linh tính người mẹ mọi người lúc nào cái lâu lâu mình có cảm giác con mình nó không được an toàn mình sợ con mình nó bung tay bung chân nó văng mền nó lạnh là cứ chừng có nửa tiếng 45 phút gì là quay qua rờ 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 con có có bị gì không rồi đắp mền lại cho con chẳng hạn vậy đã thì cũng hai ba lần đầu bà phương vẫn còn nằm im đó nhưng đến lần thứ tư thứ năm Và không nhớ rõ thì quay qua rờ thấy con mình mất tiêu cái mền, cái gói thậm chí là cái bao tay để mà chụp tay vô sợ con nó cào trầy mặt á. Đã cái bao tay con nít á, bao tay sinh á. Nó cũng còn nằm trên giường luôn mà đứa nhỏ mất tiêu rồi. Trong khi là mẹ nằm mẹ chặn nha, bà Phương mới nằm trong xác khóc tường nha. Đã mà không biết đi đâu bắt đầu là mẹ mới giật mình. Thì mẹ mới bật mẹ ngồi vậy. Thì khi mà mẹ bật mẹ ngồi vậy như vậy mẹ thấy một cái bóng người. Đứng ngay chỗ cái ngạch cửa đó. Cái tay đưa gì nè. À là giả bộ y chang mẹ luôn Mà nhìn rất là rõ luôn nha mọi người nha Không phải là một cái bóng đen thù đâu Tại vì giống như là người ta đứng trong đó mình thấy nó tối thôi À đứng ngay trong đó thấy tối rồi À đứng nghe mà cái người đó họ còn ngân nga nữa Giống như là mình nói là ma quỷ chắc là uh, Không có biết hát, không có hát ru được Mà cứ như là cứ, cứ ngân nga ngân ngay đó Chứ bắt đầu mẹ bác kêu trời đã cười Anh về nào vậy Anh về nắm con anh nóng kêu em trời mớt hồn Quay qua rờ con mất tiêu giật mình thôi nè Trời đất cơi sau mà ẩm thì ẩm chứ trời đêm sương nó lạnh Hà Nội có những mùa nó lạnh lắm mọi người Đó sao tự nhiên bung mền con ra rồi bao tay bao chân này nọ Xúc sổ đổ tháo hết trơn vậy anh Thì cái người đó họ cũng cứ đứng im vậy đó À, họ có đứa mà họ đối diện với mẹ y như mọi người nhìn màn hình thấy mình vậy nè là mẹ nằm trên giường giống như mọi người nằm trên giường ngồi coi tivi phải không đó là mình ở đây là, là, là mình là con ma là ấm đứa con cứ như nè thì mẹ nói cái người đó họ đưa mạnh quá ta đưa con ta đưa nhẹ 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 nhàng như thế không giống như mình giả bộ là cái nôi còn cái người đó họ đưa vậy nè trời ơi đưa thiếu điệu nhỏ muốn văn mẹ lên nóc nhà luôn vậy đó trời ơi ông nó bởi vậy đàn ông đàn an tay chân khôn thô ráp Thôi đây, đây 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 để em dỗ con nó ngủ cho mà con nó đang ngủ anh làm gì đưa rồi. Anh đưa mạnh quá rồi con nó nó chống mặt nó khóc đó anh. Cũng đứng im ru như trời trồng cứ cái... là mẹ thấy kỳ kỳ rồi. Mẹ nói mẹ thấy kỳ kỳ ví dụ như một hai phút đầu tiên mình còn say ke mình đang bị hết hồn mình hoảng hồn ví con mình biết mất thì mình còn chưa kịp nhận ra nhưng mà sau một hai phút mới điềm tĩnh lại nói một vài ba câu thấy cái người này họ kỳ kỳ rồi thì bắt đầu là mẹ nó mẹ, mẹ mẹ nắm cái tay mẹ lại mẹ nó cái gì ai vậy ta sao tự nhiên ẩm con mình biết phải chồng mình không nha cái tướng này hay cái dạy cao cao em thì ngay tức thời lúc đó mẹ nói là mẹ nghe tiếng con của mẹ khóc tiếng của bà phương khóc nhiều người thông minh sẽ đoán được bà phương đang nằm ở đâu nè ở dưới gầm giường chứ đâu đang ngồi đây, 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 đang, ngồi trên đây cứ dòm dòm mấy người đó nghe tiếng góc ở dưới cái gầm giường ấy, ở dưới cái đích của mẹ đó là mẹ đang ngồi trên giường này bà bà phương mới nằm ở dưới đích mới nằm ở dưới gầm giường chứ trời đất ơi mẹ quán hồn quản vía một cái bắt đầu mẹ dòm lại một cái nha mẹ thấy cái người đó họ đi từ từ tới gần mẹ trên tay của họ không hề ẩm một cái đứa nhỏ nào á thì đi càng ngày càng gần thì cái mặt cứ càng ngày càng sáng lên một cái người đàn ông mà cái mặt nó xám xịt mặt xám xịt mà con mắt cứ trợn trợn giống như, như mà như màn hình nè là cứ ngất 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 mẹ, mẹ kể là ngất ngất cái đầu lên gì nè mà con mắt nó trợn trợn cứ như nè cứ đi đến gần mà cái tay cứ đưa gì nè đó là cứ đưa trời ơi mẹ nói mẹ điên hồn mà bây giờ chạy đâu mẹ con mình nó đang nằm ở dưới gầm giường nó khóc còn e còn e còn e ở dưới như vậy nữa mẹ quay mẹ chụp cái mền là chọi cái mền chụp cái gói là chọi cái gói chụp cái bình thủy là sến cái bình thủy vô mặt cái bóp vậy đó không, không giờ ma cỏ gì kệ mẹ mày tao lo con tao trước mày tới gần tao quất mày luôn đó là chụp cái gì là quăng 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 vậy đó rồi thì tất cả những cái đồ mẹ quăng nó văng tới ngoài cửa hết nó rớt bợp, bợp 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 ngoài cửa có trúng được ma quỷ đâu mẹ dòm lại cái thấy là, là mất tiêu rồi mới hết bắt đầu là lúc đó là con vẫn khóc nghe nghe là tổng là lúc đó là khoảng chừng có một hai phút sau là không có kịp cái thời gian để mà lo cho con lo bánh qua bánh quỷ rồi đã thì khi mà biến mất rồi quay qua bật cái bóng đèn cái bắt đầu lui hui lui hui xuống dưới bắt đầu là bò bò bò, bò vô lôi con mình ra trời ơi nhỏ mặc có mấy cái áo mà mọi biết là cái dạng áo sơ sinh ngày xưa không nó mỏng 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 vậy đó mẹ đã là lôi nhỏ ra tới nói cát đất đầy nhóc hết trơn nhỏ khóc nhất hết trơn vậy đó rồi bắt đầu mới ẩm lên rồi, rồi thôi chạy cút ra khỏi nhà đi qua nhà hàng xóm mà mọi người tưởng là ngày xưa là đồng không mong quạnh nhà hàng xóm đâu phải là kế bên dắt đâu mọi người đi bộ cũng phải là năm chục bảy chục mét trăm mét mới có nhà dân chứ bộ giỡn hen đó rồi mới đi vô đó rồi khóc lóc mới kể lễ xong mới cho ngủ đó một đêm đến sáng hôm sau thì ba ông cũng về tới ông, ông không thấy ai ở nhà Ông cũng điếng hồn ông chạy qua nhà hàng xóm thấy là mẹ bà cũng đang ngủ với con đang nằm võng ngủ với con À, rồi bắt đầu dậy xong mẹ mới kể lại câu chuyện như vậy Bà ông cũng điến hồn như là Ông nói bây giờ cái mánh trong này là coi như làm hết được rồi Là nó có một cái sự trùng hợp như vậy người hay là Vừa kịp lúc cái nhà phát hiện có ma Là ba cũng đã kết thúc cái Cái quá trình mà cái cái, những những, những cái chuỗi ngày mà sai lầm của ba đó Mùi hay là làm năm tạc á thôi cái số tiền đó bây giờ mình cũng đã có rồi thôi để sẵn vậy đó thôi bây giờ để bắt vé xe đi đã đi ra đón xe thôi đi về nhà nói chuyện với ba ý là ông nội đó mới về đó thì mới mới đầu cũng vô cũng kể nói bờ ba con ở cũng năm mấy nay vậy đó rồi nhà cũng có này có kia đồ hen thôi bây giờ sẵn là con cũng làm ăn thì con cũng không giấu gì là mấy tháng nay con cũng có vô mánh con làm ăn nó cũng thuận lợi Thành ra con cũng có cất được khoảng cỡ độ mười mấy cây vàng thôi. Con cũng có mua được mảnh đất nè. Cũng gần đây nè. Thôi ba cho phép con uh, vô đây con cất nhà. một người nói, Ủa sao tiền mình thì mình cất chứ giờ phải xin phép chứ. Không có nha. À, ở ngoài cái này thì mình không phải phân, phân biệt vùng miền gì. Nhưng mà theo như mình cảm nhận cá nhân nếu mà sai cho mình xin lỗi là ở ngoài Hà Nội đó cái chuyện mà lễ phép giống như là Uh, cái người ba cái người ông nội trong gia đình rất là có quyền lực đã giống như là hét ra lửa mặc dù là bây giờ tiền của nó đó mà nó muốn xây nhà nó cắt nhà nó phải hỏi tôi à đó là kiểu như là ba nhìn một cái là là, đái quần đó đã là dữ dằn lắm thành ra là mặc dù tiền của ba hết đó nhưng mà muốn làm thì phải xin phép ông nội thì khi mà kể ra ông nội ông la Ông chửi với lắm ông nói trời ơi, cái gì mày nói gì bây giờ hả tao cho đất người ta hả? anh em trong nhà muốn không có rồi tao cho mày xong rồi bây giờ đó hả mày ở rồi mày chê ma chê quỷ rồi này nọ nọ kia bây giờ mày ỷ mày làm ăn có tiền rồi mày chê bai. nói chung là lúc đó ba mẹ nói là chửi với đó và nghe nghe có vẻ hơi khó chịu như là có nghĩa là ông nội là bắt ba mẹ phải ở đó luôn phải ở trong căn nhà luôn bắt đầu là ba ông mới làm trận làm thượng ông không chịu là lần đầu tiên là coi như là gọi cũng gọi là hơi bất hiếu với ông nội đó nói không con không ở nữa ma quỷ dữ lắm trời ơi nó bắt con con nó bắt cháu nội của ba đó nó quăng xuống dưới gầm giường vậy vậy đó nhét con dưới gầm giường vậy vậy đó nhét con trai của của ba dưới gầm giường vậy vậy đó bà không tin mà ông nội ông nhất với ông không tin ông muốn người tin ma tin quỷ gì hết. đó thì đó bắt đầu thôi kệ bây giờ dứt khoát không ở nữa bắt đầu ba tới rồi bà nói bây, bây giờ ba kêu người mà tới đập nát căn nhà luôn đó bây giờ đập nát nhà rồi khỏi bắt vô ở nữa à bắt đầu là mới qua đây mới cất cái nhà khác để mà ở đây là lúc đó là ba, mà mẹ kể lại là ba với ông nội là không nói chuyện với nhau là một hai năm trời luôn á cho đến khi bạn phương lớn lên rồi bắt đầu là thì cháu nội gái mà thấy cưng 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 cái rồi từ từ mới làm lành trở lại nhưng mà một hai là không không nhất không chấp nhận là căn nhà đó có ma có quỷ nha tại vì ông nội nói là ha, cái miếng đất đó là cái miếng đất ông nội mua cũng rất là từ rất là lâu rồi đó là cũng của cái người quen người ơn người nghĩa gì đó của ông nội thành ra là bây giờ đồn với ông nó không có muốn bị bị như là mất mặt mất mũi với, với bạn bè nói là ừ là bị bị dụ bị gạt thành đó ông nó không chấp nhận đã nhưng mà cái chuyện chấp nhận hay không thì không cần biết mà nhà nó có ma là thật mà đã chứ không phải là không đâu đúng không mọi người ha thì từ sau đó cái bắt đầu á, là mới qua bên căn nhà mới để mà ở thì uh, mãi một cái thời gian trôi qua sau này bắt đầu là một, một cái phần cuối câu chuyện này một cái phần ngắn nữa là sau này bạn phương lúc đó là bạn cũng lên lớp 6, lớp 7 rồi đó tức có nghĩa là nó dao động khoảng từ những năm mà hai nghìn lẻ mấy đến hai nghìn mười thì lúc đó là cái khu vực mà đáng lẽ là ngoại ô của ngày xưa hà nội mũi với hà nội rất là phát triển mà thì cái chỗ đó nó gần như là cũng đã đông đúc rồi xây nhà tường nói chung là vật đổi sau giờ không còn đồng không mong bệnh gì cả ngay cả cái khu rừng ngày xưa bao nhiêu bao lầu lâm tặc người ta cũng đã phạt ra hết như vậy luôn rồi không có còn gì đó trưng là cao tốc câu tiết này nọ rồi bắt đầu nó hình thành từ 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 đó những cái năm mà hai lẻ mười xưa đó à. thì nhưng cái miếng đất nó vẫn còn à cái miếng đất mà còn thì bắt đầu câu chuyện nó lại ra cái tập thứ hai nữa là cái là cái gì cái người cháu ngoại của ông nội à cháu ngoại của ông nội mọi người nghe thì lúc đó thì cũng đã lớn cũng đã độ khoảng cỡ hơn 20 cũng khó khăn rồi vậy 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 đó thì cũng về nói thì ông ngoại thì tật ông vậy đó ông ừ thôi bây giờ mày cứ kiếm tiền mày cất nhà đi đó rồi tao cho miếng đất đó ở vậy 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 cũng y chang như cái đời của ba mẹ vậy đó rồi cũng về đó ở như vậy Thì á, cái người cháu ngoại này Họ đã có một cái đứa con trai Năm đó lên 2, 3 tuổi gì đó Là kêu ông nội bằng ông cố ngoại đó không? Nó hơi rắc rối xưa mọi người em thì mà là tại vì câu đó câu chuyện đó là ba với mẹ không chứng kiến không có gặp anh ta không biết chỉ biết là ở trong đó ba tháng trời cũng cất căn nhà nho nhỏ thôi độ chừng mà nó xin lỗi chứ vài chục triệu cũng cất được căn nhà bình thường ở mà mọi người đâu có gì đâu trăm triệu đâu lại là cất được căn nhà đơn sơ ở rồi ở được 3 tháng quay trở về quỳ lại ông nội ông ngoại kêu thôi ông ngoại ơi con trả đất con trả nhà con không dám ở nữa đó cho ở miễn phí nghe không nhưng mà đến khi trả là phải quay lại là quỳ lại trả lại ông ngoại không nói gì nữa thì cái người đó bắt đầu mới nói là con của con bị giấu ở dưới gầm giường một ngày một đêm tưởng đâu là chết luôn rồi mà trong gia đình không ai biết hết có nghĩa là biết nghĩa là biết con mình mất tích à là giống như là cũng ở nhà rồi chồng đi làm rồi vợ ở nhà giữ con quay qua quay lại nội đồ đi đâu đó, chuyện như nó ba tuổi đi cởi cởi đi chơi qua nhà hàng xóm mới chơi cũng ruột để ngoài da cũng gọi là hơi vô, tư vô âu chứ không cũng vậy thôi chắc là chạy qua nhà hàng xóm nó chơi đến chiều đó hay bắt đầu ông chồng đi về thôi qua nhà hàng xóm rước con qua đó nó đâu Ừ đúng rồi mấy bữa trước nó qua nó chơi hoài rồi, nhưng mà nay nó có qua đâu rồi Tôi tưởng này nó sao bộ giữ ở nhà gì sao không thấy qua đây cho tôi giữ giùm Nó mới tá quả tâm tình đi kiếm nguyên một đêm như vậy luôn nha Mà kiếm không thấy luôn Cho đến sáng ngày hôm sau đó là một ngày một đêm mà Đó là từ buổi trưa hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau là một ngày một đêm đã đi vô bắt đầu trời ơi, chết rồi bây giờ báo công an rồi đó kia vô đến nhà coi chung bị xách xe đi báo công an đấy không thì nghe tiếng nhỏ rên ư ử ư ử dưới gầm giường đó nó bắt đầu mới chui đó đầu là mới lôi nó ra như vậy thì nó cũng mập bẻ nó kể là nó đang ngủ trên giường như nó đang chơi chơi trên giường như nó đang ngủ trưa khi sao đó thì có ai đẩy đẩy nó ý như là cái câu chuyện của ba là đẩy 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 nó rớt cái bẹp xuống dưới gầm giường xong cái nó không nhúc nhích gì được nó cứng đờ rồi bị nhét dưới gầm giường vậy mà không ai biết nó cứ giống như là nó thức, nó mệt nó la không được, nó gán nó gồng cái nó mệt chứ lại ngủ, cứ ngủ rồi thức, cứ ngủ rồi thức, cứ ngủ, rồi thức, cứ ngủ rồi thức cứ dậy hoài như vậy một ngày một đêm, một đêm. Trời đất ơi một ngày một đêm không uống nước, không ăn uống gì cả mà nhỏ nó bệnh luôn mà. Nó bệnh mấy ngày trời luôn mà sợ quá trời quá đất rồi mới về mới quy lại ông nội là cho trả đất trả nhà lại thì đến lúc đó ông ông nội ông cũng làm trận làm thưởng đấy hết đứa này đến đứa kia mốt mà khổ đó ngang đừng có xin đất xin nhà gì của ta tao không có cho hết đâu à tuy nhiên là lúc đó nói là nói như vậy tại vì ông nội thì giống như cái tánh ông mặt mũi hơi bị, bị 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 nặng đã ông 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 cái tôi ông lớn quá ông gọi là mình xin lỗi là gia trưởng quá đó tuy nhiên là sau cái lần đó hình như là ông nội cũng đã biết rồi sau đó một hai năm đang trong lúc mà đất cũng tăng giá thì ông nội ông cũng bán luôn đó thì trước đó thì ông nói ờ à, là đất là đất như là kỷ niệm ngày xưa bây giờ cũng đâu cần tiền đâu bán chi đã thôi cứ để đó vậy vậy con cháu đứa nào khổ đâu cho về ở nó không bây giờ đang phát triển vậy 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 nhưng mà sau cái câu chuyện của cái người cháu ngoại đó và cái người cháu cố ngoại đó không đó là sau đó chừng có một hai năm là ông ông nội cũng đã bán cái miếng đất đó và đương nhiên là coi trong nhà có ai khổ cực thì nọ thì ông 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 nội mới đem tiền mới đi giúp đỡ thì bởi vậy mọi người thấy trong câu chuyện này mọi người nghe là có vẻ như ông nội cũng khá là là quá đáng khá là vô tâm khá là ác đúng không tuy nhiên là có những người người ta như vậy mọi người vẫn lo cho con cháu chẳng qua là về khía cạnh ma là ông nội không tin thôi đó ông hơi mặt mũi chút xíu ông không có tin cái chuyện ma cỏ hơi cứng đầu mà nó thẳng vậy đi nghe nó hơi mất dạy nhưng mà nó thẳng vậy đi đó là ông hơi cứng đầu chút xíu nhưng mà đó là cái cái đó là cái tật xấu của ông đi con người ăn có tật xấu đương nhưng, nhưng mà cái mặt tốt của, của của ông nội là bán căn nhà rồi lời lời khẩm luôn đó mọi người Đã, đất hà nội mà đất vàng mà ngoại ô thì ngoại ô cũng mát vậy là mới chia tiền thôi cho ai trong khổ cực như vậy cái ông nội cho mượn cho mượn chứ không bao giờ đổi trơn á đã rồi thì cái câu chuyện thì nó bây giờ thì cái miếng đất đó là cũng đã thuộc về người ta rồi đã xây dựng gì chưa hay có ai ở chưa rồi cái con ma con quỷ đó là ai không biết tới luôn mọi người ơi thôi nói, nói chung cái chuyện nó cũng đã qua rồi thôi cũng không có muốn tìm hiểu tới sợ là bị dông hồn đeo bám thành ra là không có biết được rõ ngọn nguồn cái con ma con quỷ trong cái căn nhà đó mọi người nha phải chính xác là trong cái miếng đất đó luôn mọi người không biết à rồi thôi đó là cái câu chuyện đầu tiên cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn đã thì tập buổi trưa thì võn vẹn một tập chuyện như vậy cũng rất là hay rồi không mọi người ha rồi thôi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này ha à, thôi cho 10 giây quảng cáo đi hen là có những cái tiệm trà sữa của mình địa chỉ nằm ở đây và gần đây nhất là mình đã khó khai trương ở dưới thành phố cà mau một cái tiệm trà sữa nó nằm ở 157 đường trần hưng đạo phường năm thành phố cà mau mọi người hen Đó là có tất cả full menu luôn nha mọi người nha thì cũng rất là may mắn là tới bây giờ cũng được khoảng cỡ bốn năm ngày rồi thì ngày nào cũng trên trăm rưỡi ly hết trò có nghĩa là mình nói xin lỗi chứ là ở thành phố cà mau còn bán đắt hơn một vài chi nhánh của mình ở trên đây nữa có những chi nhánh của mình giờ này mưa thì bán có độ khoảng cỡ trăm hai ly trăm ba ly thành phố cà mau bán được trăm rưỡi trăm bảy ly khủng khiếp chưa đã rồi nhớ nha anh chị em cô chú gì này nọ đối với cờ thành phố cà mau nhớ ra 157 đường trần hưng đạo phường năm thành phố cà mau ủng hộ với mập nha rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều 20 giây cuối cùng là hai cái tập mà mình nghĩ là một người sẽ có thể bỏ sót thì chúng ta có thể rất là dễ dàng xem cái tựa đề xem cái hình của nó, nó có quen không nếu mà không quen à, không như mà chưa hình như chưa coi sau đó người chỉ cần bấm vào trong đó để mà coi cái tập tiếp theo mọi người hen rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha Vô xin chào tất cả mọi người